Xin kính chào quý anh chị à, Vì hôm nay Điện Mai Hàn sẽ giới thiệu đến quý anh chị một sản phẩm Đó chính là một chiếc uh, nồi cánh khuấy Có dung tích là 30 lít À xin lỗi là 60 lít Được thiết kế là thân vỏ inox 304 Có hộp điện rời và nồi có bánh xe Chiếc nồi là uh, cánh khuấy 60 lít này Thì là nó có tác dụng là chính là để anh chị có thể nấu được uh, cao Nấu được dựng liệu, nồi nấu được sữa vân vân nói chung là cái này là nấu được những cái loại nguyên liệu mà có liên quan đến nước đến chất lỏng đấy thì cái nồi này nó sẽ linh linh cái nguyên liệu đó trong thời gian rất là dài vì trên chiếc nồi này bên em được thiết kế là dùng điện có hộp điện rời điều khiển này và có dùng dầu dùng dầu để truyền nhiệt nhá thanh điện trở nó sẽ đun nóng dầu và dầu nó sẽ làm sôi làm 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 nóng cái phần khoang chứa nguyên liệu bên trong đây là một cái cách mà truyền nhiệt nó khá là gián tiếp nhưng mà nó rất hiệu quả nó không bị bám dính không bị cháy cái nguyên liệu của các anh chị là em quay tổng quan anh chị cùng theo dõi này đây nhá hộp điện rời này Đấy, tí em sẽ mở cho anh chị xem ừ. đây phía trên này là cái motor nhá motor trên này là motor nhật bãi công suất cỡ khoảng 0,5 kW kw đây nắp vùng thì nắp vùng bắn nguyệt này hai phía sau này đây là cái ống ống dẫn dầu dẫn, dẫn dầu nhá Đây cái van khóa để xả dầu trong sau này sau một năm thì các anh chị sẽ xả hết cái lượng dầu trong nồi đi và chúng thay dầu mới còn trong quá trình đun thì khoảng 3 tháng các anh chị châm cho nó thêm khoảng tiếp thêm cho nó khoảng 1 lít gì đó để nó đảm bảo dầu nó không bị cạn à, chiếc nồi này bên em là thiết kế công suất là khoảng 6 kw nhá nếu các anh chị linh trong vòng 5 tiếng năm tiếng thì nó sẽ hết đâu đó cứ khoảng uh, 10 10 10 ký điện 10 ký điện thì tương đương tầm khoảng uh, 30 đến 35 ngàn nó xung quanh ngưỡng đó đối với các chị dùng điện uh, gia đình. Đây em quay tổng quan cho chị cái tủ điện ở trong này Đây nhá. tủ điện bên trong rồi bên em đầu nó hoàn thiện rồi nhá. bên trong là có một cái automat tổng này rồi được kết nối với lại các thiết bị điều khiển để làm sao mà chúng ta có dùng một chiếc nồi nó được uh, an toàn và dễ tiện lợi trong quá trình sử dụng này cái chỉnh to nhỏ này rồi nó có cái tắt bật cái thanh đường chở tăng tốc rồi tắt bật cái motor atomat motor rồi đèn báo cho hai cái atomat này. này chiếc nối chiếc nồi này thì bên em đang thiết kế và phân phối trên toàn quốc với mức giá chỉ trên dưới 9 triệu một chút nhá anh chị nào quan tâm thế nên thì nên sẽ số online của nó trên màn hình thì sẽ được bên em tư vấn thiết kế để đảm bảo chiếc nồi của anh chị dùng nó phù hợp nhất và thích hợp nhất cho anh chị à, cảm ơn chị đã đăng ký kênh và theo dõi kênh của Mai Hà xin cảm ơn anh chị